miền bóng bồn dương mà nét xua thật ta thua dần mấy ấy cam cha hướng cam cha nâng dương từ cài con về mà này cài thật tê và lý dương mình ai kha cả sai thôi khỏi từ cài cam nâng bà này tê na để xong cú vì ao phò hùa cháy nâng cam cha hào vậy thì họ thà dương thọp thừa bồn cho group đăng quân mai chăm bay bạch quát tới côn dương của phương tam dương chăm bay bạch dương ấy chẳng tới đó cam nâng về ở tới ở hai nâng rất có tha ba bậc cam thọp lùi chọ lòn kì cặp kì kì mọi chuyện đi hồ si khát lòng trong cái bao cái phe ấy chẳng tới à nâng cả na cam nâng ao phò hỏi hùi chứ cam chả nâng phò đấy rất có tha về khát tới đôi tha ông gulimia thọp sầm lập kì họp hội họp quan nè chẳng cha chẳng khỏi quật lục tự bú lục bàn trạc đăng chi bà rà hắn lục tự bàn xâm rạch bà nửa biên tức lục lên miên chiệt cầm nào tiết đấy không chiệt ông cái lý miên nó chiệt trong khối à lút lấp lên miên cầm nào bà to tiết đó hay à cam nóng viên mình đang ao phò viên á bơ mà chạc cam nóng bà rệ nửa biên bà thả hỏi chẳng cam nóng có à hào sẽ cam tự rồi có ai miên bê khá đấy cam khá ở miền tây ao phò rồi xài dương thực bồn chờn chờn với đội tự thả cái vừa rút cầm lăng ấy sẽ phần xài vì miền cầm lăng rút lươn chiêng chân tới cái nó việt tam ở toàn có vừa miền không cả này khá để đội không hưởng ai dụ vật nạ cũng mà chân để muốn thử sập nó dạ bền bao ngày nữa cái phần này muốn song chúng ta phải bật phương tiện sống sân sốt thô chỉ riêng rồi ngày bằng ngày nâng tư bọn nâng vị trờn chẳng tư bạp nâng vị ọt miền phê ai phá có ai chả hào sẽ cảm chẳng đài và nâng vừa mình chết thành chẳng tặng ọt đi cảm để dự bản thư nâng mình nghe nhẹ ná nâng lục liền chẳng bán xung bày tại bệnh sản phẩm sản phút chỉ tu ông bộ phút hay nâng còn nâng tế cảm tạm toàn này bọn cùng xung đánh thó có chư chí cây chư khăn ông bà bà cám hướng cả vì bọn thật vừa chìa nẹ chùm bắp hay ốc chú cung kê chòm khăn ông tới cô chư khăn ông kê nông kê bạ chì cây tới bần là bọn chư khăn ông rồi hốt đó trả đăng dịp bộ phút hay còn là chư khăn ông này chẳng cảm biểu về riêng nước Việt Nam chẳng chẳng thừa khóa cũng đi đại hai mùa mai rồi anh thưa khó hay phải bởi phẳng thưa là o tới vật thưa thưa lọc cảm phía xâm lập chỉ vật nãy nãy thưa bọn tư khả xa chú nãy nâng chẳng tới phẳng sang cảm lòi chân thưa mạch tới việc ạ vì chia dương vườn toàn lẻ o vì mình bê khả thật thưa bọn thưa bạp chẳng phẳng sang là o bật thaym thì tới rồi hồ chồng khối ai lẻ bong tặng o tặng bọn tặng bạp nâng lẻ bong sẽ đầy bật cảm tu khuôn anh kia nâng có từ bên được biến tới bàn chìa bây giờ hòn tới có đạch ở liên chân tới cảm năng biểu vệ được biến tới cảm năng tạm lệnh toàn này anh mô tình này và chỉ vấn đấy thật ca tất chất sẵn khăn à bà ở sẵn khâm hay tới một đùa chế nẹ khá ủng phụ xạ trơn phế có thua ơi, cầm lăng nâng bật to tầm nào tầm mục tiết nâng khơi là dì vứt nâng vừa mua màu vừa khám màu ngực mòn khám miên rẽ xa mây ấy tới vừa bọt 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 bạc bạc bọc ấy chẳng tờ bà nâng vừa mẹn chăng tầng ọt tê vừa mẹn ọc kà nà muối để chụp rường chăng bà nà chúng ta chật nâng vừa bà cao ớt à khám màu ngực nâng đông 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 trơn to khá nê tớ vì thưa ao dưỡng kết thúc chỉ vật nó không ai người tam bất tứ riêng không ai người nó miên từ chấm nói nam mũi này chỉ vật đề nhưng kết mơ thao phê giúp với mền che ta giúp là hồ tới với mền phê thằng ngày ra làng mình ngày tròn với mền che ta khát đạo chân là hồ tới với mền phê thử là nghĩa cho là xia từ chạ từ lương với mền che là hồ tới với đò phê nam mũi với thử cái tì ô với lần luật từ giá chỉ vật nó phải chụp rướng viêm mền chụp từ rướng à khoa là hôi mà chỉ vật tới viêm men pe để thử sau từ thoi từ anh nó dương ai bị trà mà chắc ban mùi gì chứ dương riêng đo cầm lăng chân ai khuôn ảnh tha
ឧបសគ្គការលំបាកបានប្រាប់បានបង្រៀនយើងអំពីបទពិសោធន៍នៃជីវិតនេះថាបើថ្ងៃក្រោយយើងជួបរឿងនឹងទៀតតែយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចហើយឧបសគ្គនឹងវាបានធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតនឹងវាឧបមាដូចជាថាយើងដុតដែកឲ្យក្តៅដើម្បីធ្វើជាកំបិតជាបន្ថៅកាលណាដុតកាន់តែក្តៅដែកនឹងកាន់តែរឹងហើយប្រើប្រាស់បានកាន់តែមាំយ៉ាងណាជីវិតនឹងកាន់តែជួបបញ្ហាយើងកាន់តែស្វែងយល់អំពីការជីវិតពិតនៃជីវិតហើយយើងមានសមត្ថភាពឲ្យខ្ពស់ជាងឧបសគ្គនឹងកុំឲ្យឧបសគ្គនឹងមានទម្ងន់ខ្លាំងពេកជន់លើខ្លួនយើងយើងលែងមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតយើងអាចបោះបង់ជីវិតនឹងចោលលែងមានន័យអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានស្មារតីថាការសប្បាយនិងការកើតទុក្ខវាទន្ទឹមគ្នាវាជាកូនចៅដែលកើតក្នុងជីវិតអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលទាំងសងខាងហើយកុំសើប្រៀបធៀបនឹងជីវិតយើងទៅជីវិតគេខ្សែជីវិតម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេកុំគិតថាជីវិតនឹងខ្មៅរហូតវាមានពេលត្រូវថ្ងៃរះឡើងវិញវាមិនមែនពេលយប់រហូតទេរូបកាយយើងនេះមានជំងឺច្រើនណាស់បច្ចិតយើងនោះក៏ឈឺច្រើនណាស់ដែរបើយើងឈឺកាយពវៀនក្រពះទៅយើងទៅពេទ្យផ្នែកហ្នឹងទៅតែឈឺចិត្តក៏ត្រូវតែមានថ្នាំព្យាបាលឲ្យត្រូវនឹងជំងឺហ្នឹងដែរទោះទៅថាបច្ចិតយើងខឹងច្រើនវាតរដាក់ឆ្នាំខន្តីអត់ធន់យោគយល់អត់អោនមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតទៅរឿងវាមិនចេះបានតែដូចយើងចង់រហូតទេអញ្ចឹងក៏រៀនទទួលស្គាល់ការពិតទៅក៏វាបន្ថយមកបើគេធ្វើយើងប្រាប់ទៅគេធ្វើតាមទៅគឺយើងសប្បាយបើគេមិនធ្វើតាមទៅអានឹងក៏ចេះតែប្រឹងប្រដៅទៀតទៅមិនមែនថាឲ្យបោះបង់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវាមិនក្តៅក្រហាយទេអញ្ចឹងវាមានឆ្នាំច្រើនមកដើម្បីព្យាបាលកំហឹងនឹងឧទោថាចេះខន្តីចេះផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ញញឹមរស់រេរតៈទៅគ្នាខុសគ្នាឆ្កោងអីចឹងចេះតែអត់អោនទៅទៀតទៅអធិស្ស្រ័យប្រឹងទៅទៀតទៅហើយមានបញ្ញាចេះទទួលស្គាល់ការពិតចឹងអញ្ចឹងតលផ្សំឆ្នាំច្រើនមកទៅបានព្យាបាលអានឹងជាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដាច់ឬក៏ជាងាយទេប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមណាអរឧទ្ធរថាបិជណែតឃើញគេល្អជាងទៅគឺចេះតែខ្មួលខ្មាញ់ពីខាងក្នុងមកវាមិនបានទៅវាមិនបានមកអញខ្លះផងអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាតលមានឆ្នាំមួយមុតិតាប្រែមកវិញថាសេចក្តីត្រេកអរចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដតីបើឃើញគេបានឃើញគេមានឃើញគេជោគជ័យឃើញគេរស់ស៊ីកុំកើតទៅយើងក៏សប្បាយចិត្តមិនមែនថាសប្បាយទេចូលទៅអបអរសាទរនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅទៀតណាអានឹងពីដំបូងយើងហាត់ពត់ចិត្តម្បានប៉ុន្តែចេះតែប្រឹងទៅឧទាហរណ៍ថាភ្លេចភ្លាំងល្វើល្វាយច្រើនត្រូវមានស្មារតីហើយស្មារតីនឹងតាមចិត្តនឹងកុំឲ្យវាគិតទៅរឿងដែលហួសទៅហើយស្ដាយក្រោយកុំឲ្យវាល្វើល្វាយទៅរឿងដែលវាមិនទាន់មកដល់នៅណាឲ្យប្រកាសជានៅនឹងកុំឲ្យមិនទេមិនតាយល្វើល្វាយទៅហើយស្មារតីនឹងប្រាប់ណាប្រាប់ឲ្យចិត្តចិត្តតែកុំឡើយគិតរឿងហួសហើយកុំគិតអូគិតលួលវាខាងមុខពេកអញ្ចឹងស្មារតីហ្នឹងប្រាប់ចិត្តចឹងស្មារតីហ្នឹងនៅជាមួយចិត្តចឹងតែដែលយើងឧស្សាហ៍យកឆ្នាំមកព្យាបាលជំងឺហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរៀងធូរចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយជំងឺក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមានច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាលោភលន់ខ្លាំងពេករស់ស៊ីបាន1000ណាប៉ុន្តែលោភលន់ចង់បាន10000ហើយអា9000នោះក៏វាអត់ហើយអា1000ដែលរកបាននោះក៏អត់បានសบายជាមួយអញ្ចឹងតើហ៊ានសម្ដោះតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើទៅបានហើយប្រឹងតទៅទៀតមិនមែនថាឲ្យខ្ជិលទេឲ្យប្រឹងតទៅទៀតតែប៉ុន្តែឲ្យវាមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើទៅបានហើយមេរោគចិត្តហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទណាស់អញ្ចឹងយើងអាចរកឆ្នាំណាតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រតាមរយៈការស្ដាប់ការទូមានរបស់អ្នកចេះអ្នកដឹងទៅយកមកព្យាបាលចិត្តរបស់យើងដែលមានមេរោគហ្នឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាបានសុខភាពល្អគ្រាន់បើជីវិតហ្នឹងក៏បានសេចក្តីសុខដែរតាមមួយថ្ងៃ